bắt đầu từ cái biển quảng cáo hay là cái xe máy ở dưới ấy. Nhưng mà khi mà nó đã nổ đến bùi thứ phát thì là nó lan ra rất là dữ dội luôn. Như mình thấy thì có rất nhiều người thân ở bên phía Đắk Lắk, nhưng mọi người dân xung quanh đó là còn khoảng 5 đến 6 người còn sống sót. Mình rất hy vọng đấy là thông tin sai, nếu mà có còn ở trong đó thì mình rất khó khăn. Họ đến chắc khoảng tầm 10 phút sau khi đám cháy đã diễn ra, nhưng mà thực ra thì đám cháy nó lan quá nhanh nên là 10 phút mà nó đã diễn ra là nó đã lan sang ba tòa rồi. Khi họ đến là họ chưa có cái vòi cứu đưa lên cao luôn ấy, thì họ sẽ đứng từ bên dưới đi lên, nên là nó cháy sâu ở bên trong rồi, nên tôi cũng thấy là không rất khó để vận chuyển. Mình hoàn thiện lại, mình làm công ty điện nét đằng sau toàn nhà ở đường này. Là mình nhà ở đâu đấy? Không, mình ở trung văn thôi, công ty mình ở đây.